Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu bạn là người thích chơi cá cảnh chắc chắn không còn xa lạ với loài cá hồng két. Đây là loại cá cảnh đẹp có hình dáng ngộ nghĩnh, rất được nhiều người chơi cá cảnh yêu thích. Nếu bạn đang có ý định nuôi một vài chú cá hồng két trong nhà thì đừng bỏ qua clip nhé. Những kiến thức cần thiết về cá hồng két trong clip này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nuôi chúng đó. Cá hồng két thuộc bộ cá vược. Chúng còn có nhiều tên gọi khác như là cá két đỏ hay huyết anh vũ. Chúng xuất hiện lần đầu tiên ở Đài Loan từ những năm 1986 và du nhập vào nước ta từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Điều đặc biệt là loài cá này không có trong tự nhiên, mà chúng là kết quả của quá trình lai tạo nhiều loài cá họ hàng của chúng với nhau. Tuy gọi là cá hồng két nhưng chúng còn có nhiều màu sắc nổi bật khác. Tên gọi theo màu sắc và hình dáng cũng có nhiều biến thể khác nhau. Bạn sẽ thấy những cái tên như hồng két kinh cong, hồng két đuôi tim, với màu sắc như đỏ, hồng tím, vàng. Đặc điểm chung nổi bật của cá hồng két thường là cơ thể hình tròn rất xinh xắn, lưng cong dốc, đầu vồ về phía trước, với chiếc mỏ không khép kín và quặp xuống như mỏ két. Mắt to tròn trông như đang mơ màng. Dáng bơi của chúng cũng hơi lạ mắt do cấu tạo bong bóng hơi to khác thường. Thông thường, chúng có màu đỏ rực rỡ khi trưởng thành. Chính nhờ màu đỏ rực vô cùng bắt mắt, nên cá hồng két thường được cho là có thể đem lại may mắn tài lộc cho gia chủ và có nhiều ý nghĩa về mặt phong thủy. Về kích thước, cá có chiều dài từ 17 đến 20cm. Để chúng phát triển tốt nhất, nhiệt độ nước thích hợp nên là từ 21 đến 28 độ C. Cũng như các loại cá cùng họ khác, cá hồng két chịu lạnh khá kém, vì vậy bạn nên chú ý điều này. Độ pH thích hợp nên là từ 6 đến 8. Về phân loại cá hồng két, thì hiện nay trên thị trường có một số loại cá hồng két phổ biến sau đây. Cá hồng két kinh cong. Cá hồng két kinh cong là một trong những loài đứng hàng đầu trong họ cá hồng két về cả kích thước, màu sắc và giá cả trên thị trường. Sở hữu được loài cá quý hiếm này, bể cá của bạn sẽ sinh động và hấp dẫn hơn bởi màu đỏ rực lửa vô cùng quyến rũ. Loài cá này rất được ưa chuộng và thả chung với cá rồng trong bể cá săn mồi. Cá hồng két đuôi tim. Cá hồng két đuôi tim là loại cá được cắt đuôi từ bé theo hình trái tim để khi lớn cá có hình như trái tim. Càng tỉa đẹp thì cá lớn lên có hình dáng càng đẹp và hấp dẫn. Hồng két xăm là loại hồng két được xăm lên mình các loại chữ như phúc lộc thọ hoặc tài. Giá của loại cũng đắt hơn các loại cá khác từ 1.5 đến 2 lần và có những con xăm đẹp có thể có giá hàng triệu đồng. Tuy nhiên, cá nhân mình thì không thích hình thức xăm lên mình cá này lắm vì cảm giác như ngược đãi động vật vậy. Và tùy theo cách người ta xăm lên con cá mà hình xăm sẽ phai dần theo thời gian hoặc bị giãn ra dần theo kích thước cá lớn lên. Về bể nuôi, cá hồng két là loài có kích thước lớn, nên cần được nuôi trong bể có kích thước lớn, để chúng có thể tự do bơi lội, vui đùa. Bể nên dài ít nhất 100cm và chứa từ 220 lít nước trở lên. Bên cạnh đó, bể cần có bộ lọc tốt và sục khí thường xuyên. Nếu thích bạn có thể trang bị bể cá có nhiều nơi ẩn nấp như gỗ, hốc đá, vì chúng cũng rất thích tìm tòi chui rúc. Tuy nhiên, theo mình thì nên để hồ trơn để nuôi, để dễ dàng vệ sinh. Ngoài ra, cá hồng két không thích hợp nuôi trong hồ có cây thủy sinh. Tuy chúng không ăn cây thủy sinh nhưng có thể sụp nền đáy. Vì cá hồng két sống theo bầy đàn nên khi nuôi bạn nên nuôi nhiều con để bể cá sinh động và bắt mắt. Về môi trường nước, bạn cần duy trì bể sạch và ổn định. Cố gắng duy trì các thông số thích hợp như lúc nãy mình có nói. Ngoài ra, bạn cần chú ý không nên đột ngột thay đổi chất lượng nước. Và nên nhớ, cá hồng két là loài cá chịu lạnh kém nên nhiệt độ nước luôn phải giữ thật ổn định. Nếu muốn cá lên màu đẹp, bạn cần lưu ý giữ cho nước không bị nhiễm bẩn và phải được lọc thường xuyên. Về thức ăn, hồng két ăn tạp, thức ăn đa dạng, phong phú. Chúng có thể ăn các loài cá nhỏ vừa miệng, chùn chỉ, sâu đông lạnh, thịt bò, đồ ăn thừa trong bể và thức ăn viên. Để cá hồng két lên màu đẹp lung linh, bạn cần cho nó ăn nguồn thức ăn đa dạng, đặc biệt là tôm, tép. Ngoài ra, trên thị trường có bán những loại thức ăn cho cá hồng két đóng hộp, còn có cả tác dụng kích thích màu sắc cho chúng. Nếu không có thời gian bạn có thể mua sẵn để tiện cho cá ăn. Chúng vô cùng háo ăn và thân thiện, nên khi cho chúng ăn cảm giác rất thích mắt. Chú ý là, bạn nên nuôi chúng với những loại cá có kích thước tương đương hoặc những loại bơi nhanh để chúng không ăn thịt được. Về sinh sản, cá hồng két lai thường bị bất thụ do con đực không thể thụ tinh cho trứng. Một số ít cá nhập khẩu có thể sinh sản được, nếu cá thể đực ở dạng thuần chủng. Cá hồng két là loài đẻ trứng. Chúng đẻ trứng rất nhiều và xả trứng thường xuyên, nhưng thường là chúng vô sinh nên khả năng trứng nở được rất thấp. Ngoài ra, trong thời kỳ sinh sản, cá hồng két rất hung dữ với tập tính bảo vệ lãnh thổ cao. Một vài điểm chia sẻ cuối cùng là,
Cá hồng két khi còn nhỏ thường hay bị lấm chấm đen trên người. Những chấm đen này hoàn toàn tự nhiên, có lúc chúng tự hết, có lúc lại bị đẩy người. Tuy nhiên, khi cá lớn chúng sẽ tự bay hết các chấm đen trên thân, bạn không phải lo lắng quá về vấn đề này. Một kinh nghiệm khi chọn mua cá hồng két là chúng ta chỉ cần chọn những con thân hình tròn chuẩn, miệng không méo, vây không lỗi. Có một vài chấm đen trên người cũng chấp nhận được vì mai sau chúng sẽ hết. Chất lượng nước ảnh hưởng rất lớn đến mức độ trưởng thành của hồng két, nên cho cá ăn vừa đủ để chất lượng nước được tốt, và nếu có điều kiện nên đầu tư một bộ lọc thật tốt cho chúng. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp bạn biết thêm về một loài cá đáng yêu, cũng như biết cách chăm sóc chúng một cách tốt nhất. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều clip về thế giới cá cảnh bạn nhé!